Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel Riders On. Trong video lần trước về Kiss, mình đã thông báo về phần 2. Phần 2 này của chúng ta sẽ nói về những bất cầu liên quan tới những rider khác, nhưng được Kiss tận dụng một cách vô cùng thành thục. Chúng sẽ được Kiss tận dụng và sử dụng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với clip lần này, phần 2 về tất cả form của Kiss. Kiss Zombie Buckle là phần thưởng mà Kiss giành lấy từ tay của Buffa. Vòng khởi động đầu tiên, những người chơi đã nhặt được những chiếc rare buckle của mình. Buffa may mắn có được Zombie. Kamen Rider Taban là kẻ sở hữu Magnum Buckle của Kiss. Trong khi đó, A không may mắn chỉ nhặt được hai chiếc Shield và Water. Buffa cảm thấy bản thân mình đang quá ao trình khi có được chiếc buckle tương thích với ID của bản thân, đã khích tướng Kiss cả hai cùng nhau thực hiện một thử thách. Nếu Kiss là người chiến thắng, hắn ta sẽ trao Zombie Buckle cho anh. Nhưng nếu thất bại thì Kiss sẽ mất hết tất cả mọi thứ, chỉ còn lại hình dạng cơ bản của Rider. Hoàn thành thử thách không thể nào đơn giản hơn bằng cách tận dụng lượng nước khổng lồ được xả ra từ Water. Anh đã giành được điểm cao nhất và có được chiếc Buckle của Buffa. Mặc dù không phải là chiếc Buckle tương thích, nhưng anh lại sử dụng nó còn hơn cả Buffa. Những gì Buffa sử dụng được là chém bằng chiếc lưỡi cưa Zombie Breaker nhắm vào người những tên Yamato và gây sát thương lớn. Còn lại anh chẳng tận dụng được gì từ Zombie Buckle, nhưng rơi vào tay Kiss, nó thực sự phát huy toàn bộ năng lực. Tạo hình của Zombie Buckle được thiết kế với tông màu tím chủ đạo và những bộ giáp được lộ ra những chi tiết sắt thép, cùng với đó là những mảng gai màu tím và những mảng gai đặc trưng trên vai và trên bàn tay khổng lồ của anh ấy là những chiếc móng và gai nhọn được tạo ra bằng chất độc. Những bộ phận này có khả năng tấn công độc tố người kẻ thù. Đặc tính độc tố này không được thể hiện quá nhiều trong phim. Khả năng chủ đạo của hình dạng zombie form ban đầu được Kiss sử dụng vẫn đến từ Zombie Breaker, một chiếc cưa máy cầm tay tăng khả năng tấn công cũng như xé toạc kẻ thù khi nhận nhát chém từ chiếc cưa máy này. Đòn tất sát để khuếch đại sát thương mang tên Tactical Ray, anh sạc một lượng độc tố khổng lồ vào chiếc cưa, lượng độc tố tràn ra khỏi chiếc lưỡi cưa, anh dán một nhát chém quét tan kẻ thù trong phạm vi, làm chúng tan biến bằng chất độc từ zombie. Trận chiến của anh vẫn chưa kết thúc khi anh còn phải đối mặt với tên Daban. Kiss đã là mục tiêu của hắn khi anh cố tình ngăn cản hắn trừ khử Nago. Daban cũng rất tinh quái khi hắn ta đã tận dụng được sức mạnh từ khẩu súng nhắm được tạo ra từ Magnum, tấn công kẻ thù từ xa từ những vị trí mà bọn họ không thể nào với tới được. Kiss đã nhanh chóng sử dụng Revolt On lên sức mạnh của zombie, chuyển hóa phần tay zombie thành một bàn chân khổng lồ. Cơ bắp của anh được tăng cường ở mức cực hạn với tốc độ gia tăng. Anh hất văng và đá cả một tên Yamato về hướng của Daban, di chuyển với tốc độ cực cao, lao tới hắn cho dù hắn ở khoảng cách rất xa so với Kiss, thể hiện phần nào tốc độ được cường hóa từ Zombie Buckle. Trong trạng thái này, đòn tất sát của anh sẽ chuyển đổi thành Zombie Strike. Kiss định vị kẻ thù, hàng loạt bia mộ xuất hiện cảnh báo cho ngày tàn của Daban. Chúng che mờ mắt của kẻ thù để hắn không thể nào tấn công mục tiêu. Kiss lao tới hấp thụ tất cả nguồn năng lượng chết chóc này vào đôi chân của mình để dán một cú Rider Kick thẳng vào người của tên Daban. Ninja Form là chiếc buckle xuất hiện trong trận chiến với tên Trùm Quân Mã. Hắn ta là một trong những kẻ thù khó nhằn nhất ở đoạn đầu của phim. Cơ thể khổng lồ hấp thụ người dân cũng như một trò chơi không có lời giải. Hắn ta thực sự là mối đe dọa với tất cả những rider tham gia cuộc chơi. Kiss đã nhận ra một secret mission. Thay vì bảo vệ người dân, anh ta sẽ bảo vệ những người chơi khác và nhận được sức mạnh của vị anh hùng Nhật Bản Ninja Buckle. Thứ sức mạnh đáng lý ra sẽ thuộc về Tycoon. Vẫn như mỗi khi, anh tỏ ra mình là một người lợi dụng những người khác để có được sức mạnh, nhưng sâu bên trong anh chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp hơn mà thôi. Nói gì thì nói, trận chiến vẫn đang diễn ra và tên Trùm vẫn còn ở đó. Chiếc Buckle xoay vòng như một chiếc shuriken tạo ra hình dạng của Ninja Form. Tông màu xanh lá, viền một chút màu đỏ và những cơ chế bánh răng ở bên trong của anh. Phần giáp, cơ khí cũng như phần áo ninja đặc trưng. Cùng với vũ khí là một thanh gươm bán nguyệt có khả năng tách đôi ra để tạo thành hai chiếc kunai Ninja Dueler. Khả năng của Kiss ở hình dạng này cũng như bao hình dạng khác của anh vượt trội hoàn toàn so với Tycoon. Kiss có khả năng sử dụng nhẫn thuật,
như phân thân chi thuật tạo ra hàng loạt phân thân, di chuyển trên không trung bằng khả năng khinh công của mình, nhào lộn tấn công cũng như ra những nhát chém cực kỳ điệu nghệ như một ninja đã được rèn luyện từ rất lâu. Thậm chí anh còn khả năng kích hoạt vũ khí từ một thanh gươm trở thành một chiếc shuriken khổng lồ, phối hợp cùng với phân thân chi thuật cũng như bồi đắp nguyên tố vào nó, tạo nên hàng loạt chiếc phi tiêu khổng lồ dán vào tên trùm Yamato, khiến hắn cũng phải ít nhiều chao đảo trước một đòn khủng khiếp như vậy. Khả năng di chuyển như một ninja cũng được anh kích hoạt, cũng như khả năng định vị được vị trí của mục tiêu dựa trên sức mạnh của ninja bất cồ cũng được Kiss thể hiện trong bộ phim. Ngoài đòn finish dựa trên phân thân và chiếc shuriken khổng lồ, anh còn có một đòn khác mang tên Tactical Slash. Kiss sẽ tạo ra một cơn gió từ chiếc ninja dueler hất tung kẻ thù và giáng một nhát chém cực mạnh với sức mạnh của ninja và người kẻ thù. Beat Buckle, chiếc Buckle tương thích với Nago. Khi cô ấy trở lại vòng chơi để cứu trợ tất cả mọi người, sức mạnh từ tiền và nhà đầu tư là cha mình, cô ấy đã được tặng riêng cho một chiếc Buckle với hình dạng một chiếc đàn, cho Nago sức mạnh điều khiển những nguyên tố. Âm thanh vang ra từ chiếc đàn cũng như cặp loa được gắn trên vai. Sức mạnh bá đạo của Beat Buckle được Kiss sử dụng lại càng bá đạo hơn, tạo hình Rider với những tông màu neon cực kỳ đẹp mắt. Hai phần lo được gắn trên vai cũng như phần những biểu tượng, những cột âm thanh điểm tô trên người của anh, kèm với những màu sắc lè lẹt là một chiếc đàn guitar điện. Ngoài khả năng tấn công bằng âm thanh, nó còn khả năng chuyển hóa thành một chiếc drill để tấn công kẻ thù. Khả năng chiến đấu của hình dạng này không được Kid sử dụng quá nhiều, nhưng khi anh tận dụng khả năng nguyên tố, anh thực thi một đòn kích liễu mang tên Tactical Thunder. Kid sẽ sạc chiếc đàn của mình với những giai điệu cực mạnh, giáng một cơn bão sấm vào người Yamato Rider. Những kẻ thù cực mạnh ở thời điểm đó cũng phải tan xác trước sức công phá mà Tactical Thunder gây ra. Power Builder Buckle Set Creation Deploy Powered System Gigant Blaster Ready Fight Powered Builder Firm. Chiếc Buckle tương thích với Courage Seeker xuất hiện trong movie Kamen Rider Kids vs Revive, một movie cực hay đã từng chiếu ở rạp tại Việt Nam. Sức mạnh của Courage Seeker cũng giống như những rider khác có được nhà đầu tư của bản thân, là một rider mới, nhưng tên Seeker này lại có được một chiếc Buckle riêng. Một chiếc Buckle biến anh ta trở thành một thợ công trường chân chính, chứ thay vì Buffa. Có lẽ đây mới thực sự là Buckle tương thích với Buffa, chứ không phải là chiếc zombie. Tạo hình đúng màu công trường khi thể hiện những chiếc clay trên khắp cơ thể của anh, những bàn tay máy móc và những chi tiết kim loại giống như những form khác. Kèm với đó là một màu vàng đặc trưng như những chiếc nón của những công nhân tại công trường. Sức mạnh của Powered Builder được kết hợp cùng với 3 vật phẩm trên một bộ phận nhỏ trong Powered Buckle. Nó giống với hình dạng của một Rare Buckle nhưng mang trong mình 3 vũ khí. Trong trường hợp của hình dạng Powered Builder, Kiss lại yếu hơn Rider sử dụng trước đó là Kamen Rider Seeker, vì hắn ta còn hấp thụ sức mạnh của ác ma mạnh nhất trong gia đình Igarashi, nên sức mạnh của hắn sẽ vượt trội hơn so với Kiss. Cho dù anh có kết hợp Powered Builder cùng với Beat Buckle thì anh vẫn không thể nào so sánh được với hắn. Powered Builder cung cấp cho Kiss 3 vũ khí. Đầu tiên là Gigant Blaster, một khẩu súng nhưng thường xuyên được anh sử dụng như một vũ khí để chế tạo. Không phải là khẩu súng để bắn những viên đạn bình thường, nó là một khẩu súng xay, nghiền nát tất cả những nguyên liệu để tạo ra những cột xi măng khổng lồ. Anh có khả năng tạo ra vật thể từ khẩu súng Gigant Blaster này cũng như bắn ra những viên đạn được cô đặt lại tấn công kẻ thù. Nhưng đa phần anh sẽ tạo ra những vật thể dùng để vượt qua những màn chơi cũng như những cấu trúc để giúp cho đồng đội của anh di chuyển. Vũ khí thứ hai, Gigant Hammer. Chiếc búa này đúng với tên gọi của nó, một chiếc búa khổng lồ bự hơn so với Hammer dạng Rare Buckle. Sức công phá cực mạnh giúp anh đánh tan mọi kẻ thù bằng chiếc búa khổng lồ này. Và vũ khí cuối cùng, Gigant Sword. Như tên gọi của nó, là một thanh gươm dài màu đỏ với phần đầu cực to. Những nhát chém của Gigant Sword vô cùng mạnh. Ba vũ khí này đều có những ưu điểm riêng, tạo ra những sự biến ảo khi kết hợp và chuyển đổi cùng với nhau. Ngoài ba hình dạng trên, anh còn có một lần sử dụng để tạo ra Magnum Shooter, chỉ là khẩu súng Magnum cơ bản được nâng cấp nhẹ mà thôi. Đòn tất sát của anh là Gigant Strike. Anh sẽ phải kết hợp cùng với Beat Buckle và sử dụng vũ khí là chiếc Gigant Sword. Những chiếc tay mái của anh sẽ quá khổng lồ, chúng nhất thành gươm Gigant Sword ở trạng thái năng lượng, một cây kiếm đúng với tên gọi khổng lồ của nó. Sức mạnh từ hai bàn tay mái nâng một thanh gươm khổng lồ giáng nhát chém cực mạnh vào hướng của tên Yamato và tiêu diệt hắn không chừa là một mảnh vỡ nào. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like và subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha.
Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Ryan Đức On. Thanh Quá Trinh. Hẹn xin.